Cho con hỏi đi kinh hành là gì? Sư thích dùng cái từ đi thiền ha, tức là khi chúng ta tập trung vào cái đề mục hành thiền và chúng ta bước đi thì chúng ta gọi đó là đi thiền. Đi kinh hành thì phải nói là do các cái vị tôn túc hồi xưa, các vị đó dùng từ Hán Việt nhiều. Kinh hành tức là hành theo cái lời kinh dạy. Hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, kinh là lời dạy của Đức Thế Tôn, thì hành là sự thực hành, tức là hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta gọi đó là kinh hành. Còn ấy, gọi là đi đi thiền ấy, tức là như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải có cái đề mục thiền, ví dụ như đó là các cái đề mục cái xiná: xanh vàng đỏ trắng đất nước gió lửa hư không ánh sáng, hoặc là các cái đề mục từ tâm, hoặc là hơi thở, hoặc là tứ niệm xứ. Thì khi chúng ta có cái đối tượng để mà cái tâm chúng ta tập trung vào ấy, chúng ta tập trung cái tâm vào đó, và khi chúng ta đi thiền chúng ta vẫn tiếp tục tập trung vào đối tượng. Ví dụ như chúng ta tập trung vào hơi thở thì dù là đi thiền chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái định tâm trên hơi thở. Đức Phật nói đấy, trong Tăng Chi Bộ Kinh, những lợi ích của người đi thiền, tức là khi một người đi thiền ấy mà vị ấy chứng đắc các cái tầng thiền dễ hơn cái người hành thiền mà không có đi thiền. Tức là nếu như chúng ta đi thiền ấy thì chúng ta sẽ dễ dàng chứng thiền hơn, đạt được những cái thành tựu hơn là những người không có đi thiền. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như chúng ta đi thiền mà chúng ta chứng đắc ấy, cũng một người, giữa hai người chứng đắc thiền hay chứng đắc thần thông, mà một người có đi thiền và một người không có đi thiền, thì cái người có đi thiền ấy họ sẽ dễ hóa hiện thần thông hơn là một người không có đi thiền. Rồi một người muốn đi thiền, muốn biến hiện thần thông một cách mau chóng, nhanh lẹ đó. Ví dụ như là ngay lập tức trong trong kinh có những đoạn là như một người lực sĩ duỗi cánh tay hoặc là co cánh tay lại, thì ngay lập tức Đức Thế Tôn xuất hiện ở cái cõi trời này, hoặc là một vị tỳ kheo xuất hiện ở một cái chỗ khác. Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy thì chỉ có người đi thiền được thì vị ấy mới có khả năng hóa hiện thần thông một cách mau chóng như vậy. Còn cái tư thế đi á thì chúng ta nên đi theo cái cách mà trong kinh hướng dẫn, tức là giống như một người tử tù đội một cái chén dầu hoặc là cầm một cái chén dầu trên đường đi ấy, mà chỉ cần rớt một cái giọt dầu ra khỏi chén thì sẽ bị tử hình. Cho nên người tử tù đi một cách rất là cẩn trọng và tập trung hết vào cái chén dầu để cho những cái giọt dầu không có bị đổ. Vị ấy bước đi cẩn thận nhưng mà cái sự tập trung của vị ấy là vào trong chén dầu chứ không phải là vào cái bước chân, mặc dù vị ấy đúng là có sự điều chỉnh bước chân một cách cẩn thận. Và khi đó tất cả những cái bên ngoài, ví dụ như đờn ca múa hát hoặc là những cái lời khen hoặc những lời chửi rủa đối với con người đó vào thời điểm đó không còn quan trọng nữa. Khi quý vị thực hành á mà quý vị trân trọng cái đề mục thiền của quý vị như người tử tù cầm cái chén dầu, thì khi đó quý vị sẽ đi thiền được. Hãy đi thiền với cái tư thế đi thiền, với cái tâm thế đi thiền của một người tử tù cầm chén dầu.